Và hai người chơi cũng đã có mặt tại đây rồi. Hello, chào bạn. Chào chị Cát Tường. Rồi, bây giờ đợi chút xíu Tường sẽ ra mời bạn gái của mình vào nha. Em trai cởi mặt nạ ra luôn đi em. Chào chị Cát Tường. Rồi, đã vào vị trí rồi, bây giờ cả hai sẽ giới thiệu về nhau nha. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Lê Hồng Duy, đến từ Long An. Long An. Hiện đang ở, đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà làm việc thì ở thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Quê Long An, sống thành phố Hồ Chí Minh, làm việc ở Vũng Tàu. Rồi, làm công việc gì, bao nhiêu tuổi? Em 39 tuổi, công việc là KCS, quản lý chất lượng cho công ty sản xuất phân bón và hóa chất. Rồi mình làm ở Vũng Tàu, vậy là mình đi về sao, mỗi ngày hay là... xe đưa đón đi về mỗi ngày. Rồi khi mình về tới thành phố là bao nhiêu, là mấy giờ? Sáng 6 giờ đi, chiều là về tới thành phố là 6 giờ chiều. Dạ. Cũng được, vẫn có thời gian về tắm rửa đi chơi đúng không? Dạ. Hẹn hò được đúng không? Được. Chủ nhật nghỉ, thứ bảy có nghỉ không? Dạ, làm luôn thứ bảy, chủ nhật nghỉ. Chủ nhật nghỉ. Rồi, mời bạn gái. Chào chị Cát Tường và chào bạn nam bên kia. Em tên là Trần Thị Hoàng Yến, em 37 tuổi. Em đang làm công việc là nhân viên của Siva chị. Làm việc ở đâu? Em làm việc ở quận 6 chị. Rồi em cũng sinh sống ở quận 6 luôn. Mà quê mình ở đâu? Em quê ở Tiền Giang chị. Quê Tiền Giang. Rồi mình làm công việc spa đó lâu chưa? Tới hôm nay thì chắc cũng khoảng mười mấy năm rồi chị. Mười mấy năm. Mình chuyên về cái gì? Kỹ thuật viên massage rồi. Đi làm về thư giãn ha, cuối tuần massage cho người yêu ha, tuyệt vời, xuất sắc, khoái, cười rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Nói chung là em sống rất là vui vẻ, hòa đồng với mọi người á chị. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi ướt, hơi lèm bèm xíu. Phụ nữ nào cũng phải có vậy hết trơn á. Ra là nhiều khi phụ nữ lèm bèm là chỉ là muốn tốt thôi cho đúng đối người. Đúng rồi. Tại sao họ lèm bèm? Ví dụ như là lúc nói hoài không nghe thì cứ nói đôi nhắc đi nhắc lại, cho nên thành ra lèm bèm. Chứ nếu như mà biết mỗi người biết bỏ qua cái bớt cái tật xấu của mình đi nữa thì nó sẽ không. Anh này nói tôi chịu nè, người ta ví dụ làm bèm một lần hai lần mình bỏ đi, người ta đâu có cơ hội để nói nữa, tại vì mình cứ làm hoài người ta mới làm bèm hoài đúng không? Dạ đúng. Rồi vậy tật xấu của anh là gì, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh thì mình cũng sống vì gia đình lắm, có thể làm việc độc lập được, biết nấu ăn, làm việc linh tinh cũng được. Còn điểm yếu là hả? Điểm yếu thì đôi lúc hay nóng tính, nhưng mà sau đó khi mà biết á thì mình tự mình sửa lại thôi, mình sẽ bỏ qua chuyện đó. Thế đang sống với ai? Dạ đang sống với gia đình người cô. Gia đình người cô. Dạ. Ồ vậy ba mẹ đâu? Ba mẹ ở dưới quê. Về tình trường. Nếu mà nói về người yêu cũ, em có hai người yêu cũ, hiện tại là vẫn còn liên lạc như bạn bè. Hai cô đó chưa lấy chồng luôn? Dạ có, lấy chồng có con hết rồi chị ơi. Lấy chồng có con rồi, bạn bè ok. Nhưng mà lý do sao chia tay, quen được bao lâu, có sâu đậm không? Cũng có sâu đậm nhưng mà vì một số lý do gia đình. Hai cô đều sâu đậm hết hả? Dạ không. Cô nào sâu đậm? Phải có người đậm, có người hơi nhạt cái hơn. Cô đậm á, cái cô đậm á là cô mới đây hay là cô trước? Cô trước. Cô trước, rồi quen được bao lâu? 7 năm. 7 năm? 7 năm sau chia tay. Lúc đó là cô đó là theo đạo Công giáo. Rồi gia đình em là không thích. Quen nhau chỉ tới 7 năm, ta đạo Công giáo, mới quen là biết ta đạo Công giáo rồi. Đúng rồi, lúc đó là tụi em vẫn cứ nói là, cứ nghĩ là nói là sẽ thuyết phục. Nhưng mà cuối cùng lại bên gia đình em không chịu. Dạ. 7 năm trời mà không thể nào vượt qua được cái rào cản về tôn giáo. Dạ. Em có đạo gì không? Em thì gia đình thì đạo Phật bình thường rồi chị. Còn rào cản gì nói trước đi chứ đừng quen. Mà mấy hồi xưa trẻ còn có 7 năm nha. Bây giờ chỉ 1 năm thôi. Thời gian nhiều được ơi. Không được là cưới chứ 6 tháng tới 1 năm chứ lâu quá là không có được đâu. Chị Tường cũng có chủ trương yêu nhau lâu vậy đâu. Dạ. Ok không? Ok, em là bây giờ là tại vì... Bao lâu nữa tiến tới hôn nhân được? Nhanh thì trong năm nay thôi. Mọi thứ sẵn sàng hết chưa? Sẵn sàng. Để tình trường em sao? Em thì tình trường em không có kinh nghiệm nhiều đâu chị. Em lúc em quen ông xã là cũng do làm mai, xong mấy tháng thì cưới thì tới giờ luôn. Chỉ mình ông xã thôi. Mà ly hôn bao lâu rồi? Ly hôn chính thức thì cũng khoảng 1 năm. Mới 1 năm đó thôi. Thì tụi em cũng ly thân cũng khoảng 3-4 năm rồi. Có con không? Có. Bây giờ cháu mấy tuổi, ở với ai? Con trai em thì 11 tuổi, nó ở với ba. 11 tuổi ở với ba. Ủa sao ngộ vậy, thường con là ở với mẹ chứ sao ở với ba? Thì cuộc sống em mới ly hôn ra thì cũng hơi khó khăn á. Mà hai người thì thỏa thuận với nhau là để trong xã nuôi.
tại ông xã thì có điều kiện hơn một xíu, thành ra là ông xã nuôi thì sẽ tốt hơn. Thì cũng ở gần đó là em cũng có thăm nom bé thường xuyên. Giờ anh có người khác chưa? Theo em biết thì chắc chưa. Rồi thí dụ anh biết em tham gia chương trình này, anh có ý kiến gì không? Em nghĩ là chắc không đâu, tại vì giờ đường anh ấy đi rồi, ý kiến gì nữa chị? Dạ, giờ tự do rồi. Hồi xưa ai làm mai? Xưa thì tụi em quen nhau là do bà chị chồng. Tại em làm bên massage thì chị chồng tới massage chị. Massage nữ hả? Dạ, nữ, chuyên nữ. Chuyên nữ. Rồi xong có ông em cũng chưa có vợ. Ảnh lúc trước thì cũng hay chở bà chị tới. Là tới giờ luôn đó, một mối tình một đó giờ đó. Bạn nghe cô ấy có đủ dở như vậy thì có con riêng luôn mình có ngại không? Ai cũng có cái gọi là cái mưu cầu hạnh phúc hết. Ba mẹ em có chấp nhận một người con dâu đã từng một lần gãy đổ không? Nghe em là trai tân, chưa vợ, chưa con. Tại thật ra mà một người phụ nữ đã từng gãy đổ như vậy, nếu được làm lại họ sẽ yêu thương mình và có biết cách là chăm sóc mình nó nhiều hơn là so với những cô gái là chưa từng. Đó là em nghĩ thôi chứ đúng không rồi, phải là do ba mẹ em nghĩ. Đúng rồi, em nghĩ vậy. Mà em nghĩ là em sẽ tự tin được bao nhiêu phần trăm để thuyết phục được ba mẹ của mình? Trên 90% mới được. Quen nhau 7 tháng đi rồi đem về thuyết phục, và mà cảm thấy không được nữa thì mình ve cho nó lẹ, kiếm mối khác. Chứ mất thời gian nữa, bây giờ ai cũng già hết trơn rồi. Đúng không? Không có thời gian. Sinh năm là vậy là sinh năm 80 đúng không? Em có nghĩ là mình sẽ sanh nữa không nếu mà mình kết hôn nữa? Dạ, nếu anh thích thì em có thể. Chắc chắn là anh phải thích rồi, tại anh chưa có con mà, đúng không? Dạ. Cho nên là phải càng lẹ càng tốt chứ không có được thời gian lâu đâu. Hay da, thôi cũng được. Rồi bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Mẫu người em đang tìm là hoạt bát, dí dỏm một chút xíu cũng được, đảm đang trong việc trong nhà. Em thì em làm việc nhà cũng được, nhưng mà vẫn thích là làm chung với vợ mình hơn. Em giặt đồ với anh nấu cơm, rồi em tắm con thì anh đi rửa chén vậy đó. Làm chung cũng hay, gì vậy xảy ra những cái nó cũng khó lắm. Như là gặp nhau hoài nó cũng chán nữa. Em thích như vậy đó chị. Nói em thích vậy luôn. Ở chung nhà phải chia sẻ, có trách nhiệm với nhau, chia sẻ như vậy đó chị. Vậy cũng được. Nha, em có tật xấu gì không? Tật xấu của em hả? Tại nhiều khi... Em không có tật xấu nha anh. Có chứ. Xấu trai. Trai đâu phải tật xấu. Đang hỏi cái tật chứ đâu phải là hỏi ngoại hình đâu anh à. Thôi giờ em hỏi gì đi. Anh có nhậu nhiều không? Có. Nhậu gì có lầy không? Có lèm bèm, có... Nhậu xỉn về làm gì? Nhậu xỉn về ngủ. Chứ làm gì? Ngủ mấy chai, uống mấy chai là xỉn. Có kết không? Thùng không? Không, một kết phải bốn đứa uống em ạ. Bây giờ em thích cái mẫu người bạn gái đó, về ngoại hình á. Mẫu người con gái hả? Nó vừa người thôi, cũng không mập quá, cũng không ốm quá. Đó, kiếm cổ đi, 3 năm trước. Kiếm được ảnh là cô cũng mệt á, kiếm đi. Thua. Đó, kiếm ảnh đi. Tự kiếm đi chứ tôi là kiếm không ra. Em phải tìm anh nào đẹp trai nhất. Em kiếm anh nào tôi gả anh đó luôn. Coi tấm đó được rồi, coi tùm lum kéo kéo rủi hình người ta không có bận đồ sao. Đưa tấm nào coi tấm nấy thôi. Trong hai tấm có một anh mắt kiến, chắc em chốt anh mắt kiến nhiều quá. Trời ơi, cô là thích gu xương xương xẩu xẩu ha. Rồi cầm đi, tôi mở màn cho tôi coi. Đâu anh nào? Đâu chưa, xong bắt đầu cho cô đốc coi xin tấm này nữa. Cô này không có, cái tấm này không có đeo mắt kiến nè. Rồi giờ sao, có ảnh nó chổng luôn đó. Bậy rồi, khó lắm. Căng à nha. Căng nhanh lên, nha. 30 giây thôi nha, hết giờ nha. Đâu? Đây quá. Đây hả? Đây hả? À, đúng không? Ôi, thích hot girl ha, rồi gán đi cưng. Phải không? Em nghĩ vậy. Cho hai bạn tự kiểm tra lại cái gọi là cái giác quan của mình ha. Cái sự phán đoán của mình đầu tiên coi có phù hợp hay không. Cửa trái tim sẽ mở ra. Mời hai bạn. Khỏi hí hí gì hết trơn trọi á. Đưa hình khó kiểu đó mà ai mà kiếm ra được thiệt chứ. Ai? Nhìn thử coi. Dạ rồi, anh chính giữa. Kiếm toàn hot girl với hot boy không mà chết rồi. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Có một món quà tặng anh nhưng mà em muốn làm một cái gì nó đặc biệt hơn xíu. Nhưng mà sau khi một hồi nếu mà anh có bấm nút thì em mới tặng được. Trời đó. Cô chơi kỳ quá à. Bấm nút mới tặng. Tại vì cái món quà này nó hơi
về cái phần nghề nghiệp của em để em thể hiện á. Ôi trời, mà chính cổ thực hiện á nha. Thôi được rồi, ngồi xuống đi cưng. Bây giờ vậy, chúng ta sẽ có ít phút để mà tâm sự trực tiếp với nhau, để hiểu nhau thật kỹ hơn nha. Bây giờ Tường sẽ mời hai bạn cùng nhau ăn trưa. Vừa ăn vừa tâm sự với nhau ít phút thôi thì Tường sẽ quay lại. Tường mời hai bạn thưởng thức ha. Đây là món mực xào XO, đây là mực sốt tiêu đen của nhà hàng Việt Phố. Xin mời hai bạn thưởng thức. Nhớ tâm sự với nhau nha. Yeah, rồi Tường sẽ quay lại liền. Ăn nhanh lên. Chị, dạ. Em có thích mực không? Em thích mực, nhưng mà em thích mực nướng. Em nhưng mà món này chắc là em vẫn ăn được đúng không? Dạ được, em nghĩ là được, em cũng dễ ăn. Thành ra là em nghĩ là em ăn được. Món khoái khẩu của em là gì? Em thích những món nướng. Anh cũng thích ăn mấy món đó. Ủa tại sao em thắc mắc mà anh ở Long An, sống ở thành phố mà sao làm việc tới Vũng Tàu vậy? Công việc nó đưa đẩy thôi em ạ. Dạ. Trước anh cũng làm ở Sài Gòn ấy chứ. Xong rồi đầu công ty nó chuyển mình đi qua ra Đồng Nai, xong bây giờ lại chuyển xuống Vũng Tàu, chuyển đâu đi đó thôi. Ai muốn chuyển đi đâu thì đi đó thôi đúng không? Bị bắt buộc chuyển với ai. Vậy hả? Em bao nhiêu người anh chị em? Em 4 anh chị em. Em là em thứ ba. Ba chị em gái rồi xong tới em út. Anh đông anh em không? Bên anh là 6 người. Anh thứ tư, như là con thứ ba. Trước anh là có hai chị gái, xong rồi hai em gái. Mấy người kia chắc có gia đình hết rồi hả? À đúng rồi. Còn mình anh sáu lại hả? Đâu, còn thằng em trai nữa. À, chắc cũng kén lắm vậy nè, phải không? Thêm một người nói câu này nữa. Chứ sao, chứ không kén thì sao mà tới bây giờ? Cho anh hỏi là em lấy chồng năm bao nhiêu tuổi? 26 tuổi anh. Thống với nhau bao lâu? Cũng 9 năm. 9 năm. Nói chung trong đời sống vợ chồng thì có những cái mình xây dựng không được thì nhiều khi em cũng cố gắng để mình xây dựng, để mình hiểu nhau hơn, để mà cùng đi tiếp hết quãng đời này. Chứ mà em cảm thấy em không níu được người ta thì em buông. Nói chung khi mà chia tay rồi thì giờ em cũng đổ lỗi cho ai hết, nghĩ do cái số phận của mình không được may mắn thôi. Hy vọng lần sau em sẽ được may mắn. Chắc chắn. Yeah. Anh chia tay mối tình cuối cùng của anh là bao nhiêu năm rồi? 5 năm. 5 năm rồi không quen ai nữa. Chắc mối tình nó cũng sâu đậm lắm nên mới không quên. Không phải em ơi, thực ra là cũng nhiều người mối tình lắm, nhưng mà họ cứ chê anh là nó kêu là tại anh kén không à. Mà anh không biết sao. Mà thật sự có kén hay không? Ủa, anh đâu có kén gì đâu. Vậy hả? Mà anh không biết nữa. Yeah. Thì nói chung hồi nãy em nghe anh nói là cái mẫu bạn gái người yêu lý tưởng của anh là như vậy, thì nói chung là em hội đủ cũng khoảng hơn 90% rồi đấy. Ủa vậy hả? Dạ. Trời ơi, vậy nên là em rất là tự tin. Nhưng mà không biết là em có lọt vào mắt xanh của anh hay không thì em biết, nhưng mà những cái yếu tố, những cái điều kiện của anh nói ra như vậy thì em thấy em có. Dạ. Em nói em ở Tiền Giang là ở chỗ nào? Em ở Cái Bè. Cái Bè. Chị Tường trở lại. Phải trở lại chứ. Nãy giờ chia sẻ gì mà vô chuyên sâu gì chưa? Quan điểm về tình yêu như thế nào vô cụ thể đi chứ, tôi thấy ở ngoài tôi nghe toàn vòng vòng chuyện cũ không à. Em không phải cần nhiều thời gian nữa. Tại vì nếu mà thời lượng chương trình ngắn thì không thể nào mà đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cơ bản mình phải hỏi mấy cái mấu chốt. Thí dụ đi, mà mình tiến tới hôn nhân thì sau này mình sẽ ở đâu? Bạn trai tính sao? Cái đó là do anh tính. Em làm ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Yeah. Anh thì cũng ở Sài Gòn cũng lâu, anh cũng đi làm ở dưới Vũng Tàu thì cũng đi về. Thì chị, nếu như mà tụi chúng mình có tiến tới thì chắc cũng phải ở Sài Gòn thôi, đúng không? Lấy vợ về ở nhà cô chú luôn hả? Đâu có, về nhà khác. Nhà khác là nhà nào? Tới đó anh mua sau, phải không? Anh hứa đi, tới đó anh mua sau. Chính xác. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới chưa? Chỉ còn thiếu một thứ thôi chị ạ. Thiếu cô dâu? Dạ đúng rồi, chỉ thiếu cô dâu thôi. Thôi dâu không có lo, tôi chỉ sợ thiếu tiền thôi. Chứ mình lòng vòng đâu vô được mấu chốt đâu. Tại vì phụ nữ người ta chỉ muốn cái gì, thứ nhất là những người đã gãy đổ rồi, người ta muốn cái gì nó an toàn, nó chắc chắn và nó bền vững. Lấy lần này là ở nhau trọn đời chứ không phải để mà gãy đổ nữa. Ví dụ như bao lâu thì em muốn kết hôn và bao lâu thì em muốn sinh con? Kết hôn á thì hai đứa mình mà hợp nhau á thì càng sớm càng tốt. Còn chuyện mà... Chuyện con cái tùy duyên như chị Tường ấy. Còn chuyện con cái á, nhiều khi... Binh chưa gì binh rồi. Còn chuyện con cái thì có càng sớm cũng được, chứ không thể. Thôi tùy trời cho đi nha. Dạ. Rồi, thôi bây giờ vậy, mọi người bốc lá thăm yêu cầu đối phương thực hiện cái điều trong này đi, cho hai bạn cảm thấy thoải mái hơn, gần gũi với nhau hơn. Quan điểm giữ lửa của bạn trong mối quan hệ vợ chồng là gì? Đó.
có câu là cơm sôi bớt lửa, vợ giận bớt lời. Vậy là khi mà em giận lên anh chỉ nhịn, anh làm thinh, anh càng làm thinh em càng giận đó. Người ta kia trong cái câu của người ta là chồng giận thì vợ bớt lời. Ủa, cái này đổi ngược lại chị. Không, anh đổi ngược lại mà. Sao cũng được mà chị. Nói chung là trong cuộc sống vợ chồng là biết nhường nhịn nhau, lắng dạ, nghe đúng nhau rồi. Đúng không? Chứ cứ là giữ lửa nghe lửa lửa lửa, đốt lửa hoài cháy luôn à. Em cũng xin nêu cái ý của em. Giữ lửa là thí dụ lâu lâu hai đứa mình đi hẹn hò, thăm nóng thăm nóng lại, đó là giữ lửa đó. Được không? Được không? Được. Mình lâu lâu mình đổi kiểu á, lâu mình đổi kiểu á. Được, cũng được. Phải không? Thôi nó nhàm chán lắm. Ăn cơm nhà hoài, lâu lâu phải ra ăn cơm tiệm. Lâu lâu phải ra ăn cơm tiệm. Đúng không? Trời ơi, chị nói ăn phở chứ em à. Không có đâu Cưng. Nè, rồi mời bạn trai. Mới bệnh mấy bạn đầu óc nghĩ bậy không à. Người ta nói cái ý đàng hoàng, mấy bạn nghĩ bậy không chết à. Mát xa vai người đối phương. Và cả hai người cùng cảm nhận. Rồi, đúng nghề rồi chứ còn gì nữa. Là thực hiện luôn chứ còn gì nữa. Không lẽ massage vai chị nè, massage vai người đối phương không phải lẽ không, hay là trời ơi, tôi giỡn hả trời. Ông bóc trúng cái câu đó là ta mấy câu ông bóc trúng câu đó đó. Trời ơi, thử tay nghề coi. Thử tay nghề giới luôn, thiệu mình spa mười mấy năm cái này gọi là như thế nè. Nhắm mắt hưởng thụ đi Cưng, đừng nói nhiều Cưng ơi, lát bò đó phải dựa vô dựa vô đúng rồi. Ngọc nhớ bò nha anh. Ta chuyên khách nữ chứ ta đâu phải chuyên khách nam đâu. Đúng là làm cho nam thì mất sức lắm. Cái cơ cứng hơn á chị, khó làm hơn á. Nữ người ta rất là mềm mại. Sao sao cảm nhận sao? Được không anh? Thực ra nói với chị là nãy giờ vai em cũng đang mỏi, giờ thư giãn hơn nhiều rồi. Thế chưa? Được chưa vậy? Ngưng được chưa? Thế chưa? Rồi chứ lại đứng bách sàn tiếng. Được rồi. Cho anh ngưng em biết. Rồi được, cả hai người cùng nói cảm nhận của em trước. Rất tuyệt vời chị ạ. Người lao động nhà mỏi tay. Rồi thật ra chị muốn thêm như vậy để chi, để cho mình có thêm những có sự va chạm. Dạ. À, khử có điện nó có truyền qua không? Lên tới nóc luôn. Rồi giờ cho bóc thêm cái nữa nè. Kế hoạch và định hướng về tương lai của em nếu như hai đứa mình về chung một nhà. Kế hoạch của em hả? Thì em theo anh dì Vinh. Đúng rồi, lấy chồng thì phải theo chồng. Xong thì chúng ta cùng góp gạo thổi cơm. Rồi thí dụ ai cũng có công việc rồi thì chúng mình cứ thế mà tiếp tục. Anh sáng đi làm, em cũng đi làm, chiều về cùng nhau nấu cơm ăn. Quá tuyệt vời, em cảm nhận. Em về em đi làm gì sớm không? Em thì chắc hơi trễ hơn anh. Tại công việc này thì khoảng 7 giờ rưỡi. Cũng được, thì về. Thì nói chung là nếu vậy thì anh về nấu cơm trước đi. Trời ơi. Được không? Được. Được. Đúng không? Thôi giờ vậy, bạn trai sẽ nói một câu gì đó tỏ tình với bạn gái, hoặc là hát một bài hát tặng bạn gái, rồi chúng ta quyết định có bấm nút với nhau hay không, được không? Anh nói trước nha. Yeah. Nếu tình yêu là nước, anh sẽ tặng em một cơn mưa rào. Nếu tình yêu là hoa, anh sẽ tặng em một vườn hoa. Nếu tình yêu là một người, thì anh xin tặng em cho em. Rồi, mời bạn hát luôn. Hát bài miền Tây đi ha, mình miền Tây hết mà. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông nụ cười dễ thương. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, đường mưa, đường trơn dấu khó đưa dấu. Bằng lòng theo anh dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tâm lòng, với chiếc xuồng ba lá để yêu em. Đứng lại. Nắm ta thò qua cái trái tim này nè, cho cảm nhận. Muốn người ta về quê mình phải nắm tay dắt người ta về chứ. Người ta đi một mình người ta đâu có đi được. Được không? Tiếp rồi sợ không nhớ lời đâu anh ơi. Bỏ qua đi. Được không? Dạ. Có cảm xúc gì không?
Không, cái này chắc phải nắm lâu lâu mới sạc pin được hay sao? Pin gì đâu mà sạc, làm gì đâu sạc pin. Rồi bây giờ nha, đến phút quan trọng. Nãy giờ mình cũng tâm sự cũng khá nhiều rồi. Giờ hai bạn hãy đặt tay vào cái nút bấm này. Sau khi về tường đếm 3 tiếng đếm, nếu chúng ta cảm thấy đối phương có thể là một nửa của mình thì chúng ta bấm nút bấm thật mạnh. Nếu cảm thấy không rung động, chúng ta không có cảm xúc gì hết thì không bấm, để dành cái cơ hội này cho những người khác. Mặc dù ở đây chưa có phải là bấm là để tiến tới kết hôn, nhưng bấm là một cái tiền đề để mình tìm hiểu thật sự nghiêm túc. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Em đặt nãy giờ á. Rồi, nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, cảm ơn hai bạn. Rồi, nhìn tay. Đây đứng vô cổ đi. Rồi, bấm nút hẹn hò. Cặp đèn đã cháy lên rồi ha. Hai nửa trái tim đã sáng. Nắm tay nhau đi hai bạn. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ nhau trên chương trình Hẹn Hò Trưa. Rồi, chúc mừng hai bạn nha. Tường gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của cụm rạp City Box 212 Lý Chính Thắng. Để có một không gian để mình tìm hiểu nhau lãng mạn hơn nữa ha. Rồi, chúc mừng hai bạn sớm có tin vui báo cho chương trình. Và bây giờ thì chúng ta xin nói là chào tạm biệt nhé. Hẹn quý vị vào lúc 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh MCV Media. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ trưa thứ 2, thứ 4, thứ 6 trên kênh FPT Play. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ trưa thứ 2, thứ 4, thứ 6 trên kênh FPT Truyền hình. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Và bây giờ các trường xin chào và hẹn gặp lại. Em ơi, người Sài Gòn ạ. Quê em ở Ninh Thuận. Em là người Hàn Quốc. Em đã có gia đình rồi. Em đã ly hôn một lần rồi chị. Em 3 ngày tắm 1 lần. Em bảo thủ, em cố chấp mà em ngang ngược. Cao to đen và đặc biệt phải hôi ạ. Trắng đẹp và thơm và thơm. Chị, anh có yêu em từ cái nhìn đầu tiên không anh? Vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ 2 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.